Thì trước tiên là mọi người ở đây ai có câu hỏi gì không thì mọi người cứ đặt câu hỏi trước đi ạ. Nhiều thông tin ạ. Anh Duy hỏi em là lãi suất kép là gì? Lãi suất kép nó chính là cái câu chuyện rất đơn giản thôi, anh đi gửi tiết kiệm thì cùng là 7%. Thế nhưng mà đầu tiên anh gửi 100 triệu, một năm sau là anh có 107 triệu thì anh đi gửi tiếp thì cái lãi của năm sau nữa là lên thành khoảng 115 triệu gì đó đúng không ạ? 114 phải mấy triệu. Thì cái lãi suất kép là cái lượng cùng là một cái lãi suất như vậy nhưng mà anh diễn biến nó trong một khoảng thời gian dài và liên tục gối liên tiếp vào với nhau thì nó dẫn đến cái hiệu quả sinh lời của anh nó cao hơn so với thực tế trên gốc. Rồi Có lấy hỏi là chị tươi, câu hỏi tiếp theo là gì ạ chị tươi? Ở đây em thấy có anh Hùng hỏi là thầy A7 hay nói là sổ sách hay tài sản bằng con đường tăng trưởng là tốc độ. À cái câu này nó rất là đơn giản thôi. Anh hình dung là ví dụ như cái doanh nghiệp mà họ chỉ có tài sản thôi ấy, thì đấy mới chỉ là một con đường dài thôi nhưng mà họ không đi, họ không làm nó ra thành tiền thì nó không không lớn được. Ví dụ như HTC, HTC cái đi khoảng 2-3 năm thì em theo anh em đánh thì nó vốn hóa nó chỉ có khoảng mấy trăm tỷ thôi, 400-500 tỷ thôi. Thế nhưng mà cái câu chuyện là gì ạ? Mình nhìn thấy nó có rất nhiều tài sản, nó có rất nhiều tài sản. Thế nhưng mà cái ông lãnh đạo ông chưa biến nó thành tiền, cho nên là nó mới chỉ là cái loại rẻ thôi. Thì bằng là mình nhìn thấy con đường là tương lai cái thằng này nó rẻ thì nó sẽ phải lên thành thành vừa và đắt, đúng không ạ? Thế nhưng mà tăng trưởng là gì? Tăng trưởng là ông ấy biến cái tài sản nó ra thành tiền. Đấy, ông ấy biến với nó với tốc độ càng nhiều càng cao ấy, thì nó chính là tốc độ là cái cổ phiếu của nó tăng càng mạnh. Ví dụ như đợt này là gì ạ? Bán cái đại dương như đối tác đấy ạ, thì đấy là biến ra thành rất nhiều lợi nhuận thì nó trở thành tốc độ khiến cho giá cổ phiếu của mình tăng rất là mạnh, được chưa ạ? Thì chị Trang có hỏi là cơ cấu danh mục như thế nào là phù hợp, ví dụ cổ phiếu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn kiếm bao nhiêu phần trăm. Thì thường theo em ý, mình đánh mình đầu tư thì mình nên có cái gọi là cái trụ tài khoản. Cái trụ tài khoản là gì? Là cái cổ phiếu gọi là mang tính chất chiến lược thì nó nên khoảng tầm 80 đến 90% tài khoản để nó gánh tất cả những phần còn lại, đúng không ạ? Khi mà mình có cái đấy rồi thì mình có thể dùng 10% còn lại hoặc thậm chí là lấy thêm 20-30% margin ra mình mua, mình lướt sóng con ngắn hạn thì không sao, nó có lỗ một tí thì mình cắt đi cũng được, thì chỉ cần cái con trụ của mình nó chắc nó tốt, nó đẩy một cái gấp đôi gấp ba một cái là cái tài khoản của mình vẫn đâu ở đâu vào đấy ngay và vừa thỏa mãn được yếu tố mọi người đi đầu tư ngắn hạn, trung hạn và vẫn là dài hạn. Ở đây có anh Hoàn hỏi là gì ạ? Đệ của A7 chỉ ngửi mùi báo cáo tài chính là biết công ty tốt hay lởm. Vậy Linh cho hỏi báo cáo tài chính công ty lởm thường có mùi như thế nào? Và hãy cho mình một vài đặc điểm để nhận diện, đúng không ạ? Thế thì ở đây báo cáo tài chính nó sẽ phải phân ra thành rất là nhiều loại, phải dựa trên đầu tiên là cái loại hình doanh nghiệp của anh nó là loại hình gì. Ví dụ như là loại hình sản xuất hay là loại hình bất động sản hay là cái loại của anh là loại công ty chứng khoán hay công ty tài chính, thì cái này anh nói nó hơi chung chung cho nên là em hơi khó trả lời. Chị ở đây có chị Thơ Phạm hỏi em nick trên F247 là gì, thì thực tế là em nói thật là em có cái nick F247 nhưng em không không dùng bao giờ đâu ạ, em chỉ dùng để em đọc thôi, thì mọi người có cần thì cứ cứ nhắn Zalo sang cho em là được ạ. Thì em dùng chủ yếu là Zalo và Telegram, còn F247 thì em chỉ dùng để em đọc tin thôi, em không 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 có post bài gì. Ở đây có anh Phú nói là cho hỏi SD2 và VC2 sao nó vốn ít mà làm được những khu dự án khủng như vậy mà ban lãnh đạo của họ như thế nào. Thì cái câu chuyện VC2 và SD2 thì hiện nay là cả hai cái cổ phiếu này đây là cái câu chuyện đang tái cấu trúc lại doanh nghiệp, bởi vì em cũng là cổ đông của cả hai doanh nghiệp này. Thì mình chia sẻ thật sự là ví dụ VC2 là em đang bán nó gần xong rồi, bán gần hết rồi đấy, chỉ có một ít lại, nhưng mà SD2 thì là cũng hôm nọ vừa đi họp đại hội cổ đông.